Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Social TV. Kính chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe. Hôm nay Social cập nhật tiếp những thông tin mới để mọi người cùng biết nhé. Hôm nay thì ca sĩ Mạnh Quỳnh, anh đang ở Mỹ và đang cảm thấy rất là hào hứng chia sẻ. Một tháng năm bận rộn với những show diễn cuối tuần ở Mỹ, Canada và Việt Nam. Trước khi Quỳnh dành trọn mấy tháng hè cho chàng trai lớn của Quỳnh, sắp rời xa vòng tay cha mẹ để vào đại học. Quỳnh xin được phép cập nhật những show trong tháng 5 và đầu tháng 6 để khán thính giả yêu mến Mạnh Quỳnh tiện theo dõi nhé. Có ai đã xem MV Hoa Lòng Anh Vẫn Tím chưa? Mến chúc muôn nhà luôn vui, khỏe, bình an và thành đạt. Hẹn gặp lại mến Mạnh Quỳnh. Ngày 11 tháng 5, chương trình ca nhạc Cảm ơn mẹ tại Omaha. 12 tháng 5, lời ru của mẹ tại Chicago. Ngày 18-19 tháng 5, lễ Phật đản ở Linh Sơn Temple, Toronto, Canada. 24 tháng 5, duyên kiếp, phòng trà không tên Sài Gòn. 26 tháng 5, chủ đề em ở Sky Love, Hà Nội. 31 tháng 5, lầm tình ca Lam Phương ở Obert Convention, Hải Phòng. 1 tháng 6, cánh thư bằng hữu, những tình khúc tuổi học trò và nhạc yêu cầu phòng trà đồng giao. Chi tiết các đêm diễn xin xem poster phía dưới. Vậy là ca sĩ Mạnh Quỳnh cập nhật thêm tới tận 7 show diễn ở trong tháng 5 và đầu tháng 6 nữa. Và vẫn như mọi khi, với lịch show dài đặn như thế này thì ca sĩ Mạnh Quỳnh sau khi hát xong thì sẽ dành mấy tháng hè cho cậu con trai lớn của anh. Vì như theo anh chia sẻ, anh có hai người con trai và cậu con trai lớn thì phải tới tuổi học đại học và rời xa gia đình, sống tự lập. Ở bên Mỹ thì khi có con lớn bước vào tuổi tự lập và vào đại học thì các con hầu như là tách khỏi cha mẹ để có cuộc sống của riêng mình. Do đó ca sĩ Mạnh Quỳnh chỉ còn mấy tháng nữa sẽ phải tạm biệt cậu con trai lớn vì bé đã vào đại học. Do đó anh cố gắng chạy show rồi dành trọn mấy tháng hè cho người con trai của mình. Cũng là một người cha cực kỳ chăm sóc con từ khi còn nhỏ, đưa đón đi học. Anh chỉ dành những ngày cuối tuần để đi hát, dồn hết tâm sức cho các con của mình. Giờ đây thì con trai của ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng đã lớn. Do đó theo như anh chia sẻ thì anh sẽ cố gắng dành những tháng hè trong năm nay cho con của mình. Thì khán giả sau khi biết được tin này cũng đã để lại bình luận là chúc anh thật nhiều sức khỏe, nhiều show và bay liên tục. Hãy bảo vệ sức khỏe nha ông anh của tụi em. Chúc anh show diễn thành công tốt đẹp, khán giả quê nhà đang đợi anh, hãy cùng bay cùng chị ấy. Chúc mừng anh, chúc anh thật nhiều sức khỏe và các show diễn ra sẽ được thành công tốt đẹp nhé. Còn ở Việt Nam thì hôm nay là ngày 9 tháng 5 rồi, thì hôm qua ca sĩ Phạm Tuyết Nhung với lại ca sĩ Sắc Long cũng có buổi live stream chia sẻ về show diễn tối đêm nay của hai em ấy. Và đặc biệt, cái buổi tập với ban nhạc ở tại phòng trà cũng đã được mọi người đón nhận những cái đoạn video clip ngắn thôi, được phát tán trên mạng xã hội rất là nhiều. Cả hai em cũng đã cố gắng tập dượt. Mới đây thì Phạm Tuyết Nhung chia sẻ cái clip bài hát mà tối đêm nay em ấy cùng với Sắc Long biểu diễn trong chương trình. Mọi người có thể đoán xem là Tuyết Nhung sẽ hát bao nhiêu bài hay không. Và theo như số thứ tự mà cái bức ảnh Tuyết Nhung chụp danh sách các bài hát thì mình thấy tận đến 24 bài. Quả là một cái con số cũng khá là nhiều nha mọi người. Trước đó thì Tuyết Nhung chia sẻ là em ấy đã đi siết răng lại, do đó gương mặt cũng khá là ốm tại vì ảnh hưởng của cái việc niềng răng. Do đó Tuyết Nhung cũng để lại bình luận là không nhai được có 2 ngày mà thái dương hớp lẹ thiệt chứ. Nhìn gương mặt cũng hơi xanh xao gầy mòn của Tuyết Nhung, khán giả cũng khá là lo lắng. Nhưng bên cạnh đó, trong buổi live stream của Tuyết Nhung với lại Sắc Long, hai em cũng chia sẻ khá là những cái câu chuyện vui. Và mọi người vui nhất đó chính là đêm diễn chưa diễn ra nhưng mà vé của show diễn của Tuyết Nhung với lại Sắc Long đã bán sạch trơn. Đây là một cái tín hiệu rất là mừng phải không thưa mọi người. Ai nấy cũng đều yêu quý cô bé Tuyết Nhung. Rồi bây giờ em kết hợp song ca với Sắc Long nhận được nhiều lời khen. Vì khi kết hợp với Sắc Long, mọi người dễ dàng nhận thấy Sắc Long ra dáng là một người anh trai khá là điềm tĩnh, hát những bài song ca phải nói là khá là mùi cùng với Tuyết Nhung, do đó khán giả rất là thích.
Và trong buổi livestream thì Sắc Long cũng như Tiết Nhung có chia sẻ là cả hai em đều không nghĩ cái show diễn của mình lại được khán giả đón nhận như vậy. Việc bán hết vé chứng tỏ là khán giả rất là yêu thích hai em. Đây cũng là một cái điều mà cả hai không hề nghĩ tới. Tại vì lần đầu tổ chức song ca hát cùng với nhau thì cả hai đều rất là lo lắng, phải đến mất ăn, mất ngủ, rồi nhiều lý do nữa, rồi chọn bài hát, phải tập dượt ra sao, phải diễn như thế nào. Cả hai bạn đều tự lên ý tưởng của chương trình, nhưng mà việc bán hết vé là một cái niềm động lực hết sức là lớn lao cho hai bạn. Hy vọng thì trong đêm diễn, hai bạn sẽ làm hài lòng được khán giả, bộ điệu thân thương cả hai bạn, giúp cho hai bạn qua cái show này sẽ có thêm được nhiều show diễn khác hơn nữa. Bên cạnh đó thì trong buổi livestream, Sắc Long với lại Tuyết Nhung cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến ekip, quý anh chị, cô chú đã giúp để tổ chức show này, cũng như cái tình thương của khán giả dành cho hai bạn. Hai bạn hết sức là dễ thương trong livestream này. Nếu mà ông bà cô chú anh chị em nào chưa xem buổi livestream, hãy tìm trên trang fanpage của Sắc Long với lại Tiết Nhung để cùng xem lại cái buổi livestream này nhé. Tiếp đến là thông tin mới nhất từ cô MC Quỳnh Trần nha mọi người. Mới đây thì MC Diễm Quỳnh cũng có chia sẻ trên trang cá nhân của cô khi cô đang ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Khi chương trình Ấm áp tình thương năm tại Núi Thành đã sẵn sàng khởi động thì những công tác chuẩn bị cho đêm Ấm áp tình thương đang được tiến hành, set up và nhận đặt những chỗ ngồi đẹp ngay giữa cánh đồng phiêu mênh mông, lòng người và âm nhạc. Hãy cùng theo chân Diễm Quỳnh và thầy An Giác cùng chàng trai xứ Quảng tên là Tí Quậy để bật mí đôi chút nhé. Hơn 20 phút xem clip không bỏ công đâu ạ. Vậy là tiếp tục một lần nữa thì cô MC Diễm Quỳnh có một cái video clip khoảng hơn 20 phút. Mọi người hãy vào xem để hiểu hơn về chương trình cũng như cái công tác chuẩn bị set up cho chương trình này rất là tốn khá nhiều công sức. Bên cạnh đó thì ý nghĩa của chương trình này hết sức là cao quý. Và hiện tại thì cô MC Diễm Quỳnh đang đồng hành cùng với chương trình. Và bạn ca sĩ Yuno cũng có chia sẻ là sau khi đi công việc về thì bạn cũng đã ngâm mình ở dưới hồ bơi. Và sau đó, ở 4 giờ sáng, đã phải thức để ra sân bay check-in cho chuyến bay về Đà Nẵng để cùng tham gia với cô MC Diễm Quỳnh trong chương trình ngày 9 tháng 5 và ngày 10 tháng 5. Đây là một cái chương trình thương về sức khỏe hết sức là nhân văn. Mọi người hãy cùng theo dõi qua trang Facebook của cô MC Diễm Quỳnh nhé. Nếu chúng ta ở xa không thể đến xem được, thì thông qua những trang Facebook của cô MC Diễm Quỳnh cũng như ca sĩ Yuno, chúng ta sẽ được xem chương trình đầy đủ cũng như là hiểu hơn về cái công việc thiện nguyện mà cô MC Diễm Quỳnh đã đồng hành cùng với chương trình Ấm áp tình thương năm đã được chuẩn bị hết sức là công phu từ lúc ý tưởng rồi dàn dựng chương trình và sau đó là biểu diễn cho mọi người xem một chương trình ca nhạc hết sức là hay. Chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình này nhé.